Xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Stormpy Gaming đây các bạn. Ok, ngày hôm nay thì mình là biệt đội siêu nhân đỏ đội trưởng cơ động các bạn ha. Còn đây là siêu nhân đỏ đội trưởng. Ở đây này các bạn, chiến đội kỵ sĩ, lâu lắm rồi mình mới gặp lại người anh em chiến đội kỵ sĩ nè. Còn đây á, là người anh em thú vương các bạn ha. Đây á, là thiên sứ, thú điện long và thần kiếm các bạn ha. Ngày hôm nay thì tụi mình đang tập trung ở đây để chuẩn bị qua nhà của thằng Speaker Man đấy các bạn. Mà cái thằng mà bình thường á các bạn, cái thằng Speaker Man mà người nó nô mồ với mình vậy nè, chứ không phải là cái thằng khổng lồ các bạn ha. Thì ngày hôm qua tụi mình đã phát hiện được cái thằng Speaker Man Titan đó, thì nó bị nhiễm độc cái con virus Skibidi Toilet các bạn ha. Đấy, cho nên là ngày hôm nay á, tụi mình sẽ đi qua đó để xem thử là cái thằng nhỏ coi á, là nó có bị giống như thằng lớn không các bạn. Đấy, tại vì cái hàng nhỏ là tụi mình cũng được giải cứu ra từ trong cái căn cứ của Skibidi Toilet các bạn ha. Cho nên là tụi mình hơi nghi ngờ về thằng nhỏ một xíu, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ chạy vào nó để mình hỏi thử coi là nó thấy ổn hay không các bạn. Nếu như các bạn mà có theo dõi những cái video mà về season Skibidi Toilet đánh nhau với lại cameraman ấy ở trên mấy clip short của mình ấy, thì các bạn cũng gọi là hiểu được là cái con Skibidi đó nó đang ăn vào trong đầu của những người anh em Speaker Man các bạn ha. Những cái hàng bình thường thì đã được gỡ ra rồi, nhưng mà riêng về con boss ấy các bạn, cái con boss nhiều loa ấy là Speaker Man Titan boss ấy, thì vẫn còn đang bị virus các bạn ạ. Do là nó là boss mà, cho nên nó là muốn lấy con virus ra rất là khó các bạn ha. Đấy, mình hy vọng thì những anh bạn Speaker Man nhỏ chúng ta sẽ không bị nhiễm virus Skibidi các bạn ha. Mà nếu có nhiễm thì tụi mình cũng sẽ giúp người anh em đó có thể là giết được cái con virus Skibidi đó các bạn. Và những người anh em cameraman đó thì đã chế tạo được những khẩu súng có thể là trục xuất được những cái con virus Skibidi đó ra. Nhưng mà riêng về phần con boss ấy, ui, muốn đụng cho nó khó lắm các bạn. Chưa đụng với nó là nó cho nguyên một cái quả đại bác vào đầu rồi. Cho nên đó là boss thì phải chơi nhau với boss các bạn ha. Đó, mình nghe mấy ngày hôm nay á, người anh em TV Man siêu cấp đó các bạn, đang rất là tích cực để mà có thể là đánh nhau với lại con Speaker Man đấy. Nhờ Speaker Man bây giờ nó hơi bị thức thế hơn TV Man siêu cấp rồi các bạn ha. Em qua cái nhà đây là chuyện quốc gia rất là hệ trọng, cho nên là em cần phải đi gấp để có thể là giải quyết vấn đề này. Thì ra anh trai này quẹo vô cái đường khó hiểu quá anh trai. Đây bây giờ mình sẽ quẹo vào đây ha. Đây các bạn nằm bên kia ha các bạn ha. Ấy á, ấy da, trời ơi, xin lỗi anh trai nha. Do là em đang lo nhìn đường cho nên là không lý xe của anh trai, lỡ có va chạm một chút xíu anh trai không cảm ơn qua cho em giùm nha. Cài luôn cái xe buýt luôn. Quay ở bên kia là nguyên cái sòng bài casino luôn các bạn. Đó, nó bên kia đó. Đây sòng bài casino đây mình đó các bạn. Rất là ghê luôn. Đây thì sau khi cứu những người anh em Speaker Man nhỏ thì mình đã để ở vào trong cái cam bị thử ở trên đây nè các bạn ha. tại vì mình sợ những người anh em Speaker Man này sẽ bị Skibidi Toilet nó truy đuổi nữa, cho nên là mình phải để ở những cái chỗ nào mà bí mật, không cho tụi Skibidi nó biết các bạn ơi. Rồi tụi nó biết nữa làm bậy chết luôn á. Đây các bạn ơi, ở trong đây nè. Đây các bạn, những người anh em Speaker Man này các bạn ơi. Quỳ ngày hôm nay sao có tận nó 2 người dữ người ta. Hello những người anh em Speaker Man. Quỳ. Tại sao ngày hôm nay lại có 2 người anh em Speaker Man dữ vậy? Mình nhớ là bữa mình cứu ra là có 1 người đúng không các bạn? Là chỉ có 1 người thôi, ngày hôm nay lỡ tưởng nó 2 thằng đứng đây, nhưng mà ngày hôm nay biểu hiện của 2 thằng này á giống như đang bị xây sẫm mặt mày ấy các bạn. Đây nó liên tục cứ đưa tay lên đầu rồi đầu nó cứ xoay qua xoay lại kìa. Những người anh em mà đang bị cái gì hả, đúng các bạn, đây này, chống mặt ù tai hay là cái kiểu nữa rồi. Kiểu này phải làm sao đây? Hay là những người anh em này đã bị nhiễm virus rồi các bạn? Hello những người anh em Speaker Man, các anh hãy trả lời tôi một câu 2 câu được không? Đây cận cảnh Speaker Man này các bạn, không trả lời luôn các bạn ơi. Kiểu này tụi mình phải làm sao đây? Vụ này coi bộ khó rồi các bạn ơi. Những người anh em này chắc chắn là đã bị nhiễm virus Skibidi rồi các bạn, không thể nào khác được. Cho nên nó là mới có thể là ở một trạng thái không bình thường như vậy nè. Hàng gì á, khi mà mình cứu ra từ trong cái căn cứ Skibidi á các bạn, khi mà chở ảnh về á thì mình thấy ảnh giống như là nói chuyện á, lúc tỉnh lúc không các bạn à. Thì ra là những cái thằng Skibidi đã cấy ghép những con virus vào trong người của những anh chàng này rồi. Thật là ác độc cái tụi Skibidi này các bạn ạ. Đây, giờ phải làm sao đây? Cái gì vậy? Anh em đang bắn ai vậy? Ui, lại có thêm những người anh em Speaker Man ra tấn công tụi mình nữa kìa. Vậy là tụi nó chắc chắn 100% đã bị nhiễm virus Skibidi rồi các bạn ơi. Đây tụi nó đang quay ra tấn công cả tụi mình luôn nè. Bây giờ Speaker Man lớn nhỏ như ai cũng bị nhiễm Skibidi luôn rồi. Đây không sao các bạn ha, mình sẽ có cách để có thể là trục xuất những cái con virus đó ra các bạn ạ. Rồi anh em của mình bị bắn tơi bời luôn rồi. Người chơi khá là bất ngờ luôn các bạn ạ. Mình sẽ không nghĩ nó sẽ tấn công tụi mình tới như vậy luôn á. Ôi, mấy người anh em của mình đã ngã xuống nhưng mà vẫn ngoan cường đứng lên chiến đấu tiếp. Thằng này nãy giờ bắn anh em mình nhiều nhất này các bạn. Ông đi máy cài cũng có súng nữa. Anh em của mình rất là dữ luôn các bạn ha, nằm xuống biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn đứng lên chiến đấu tiếp các bạn ạ. Quá ghê. Rồi có ai vô bắn của mình nữa, giang hồ giang nắng gì các kiểu này. Trời, nó bắn anh em mình kìa. Bắn xong rồi vậy bắn tiếp. Trâu thật sự luôn các bạn. Nè, đây còn nữa không? Đây nè các bạn ạ. Đây những người anh em đã bị nhiễm Skibidi rồi các bạn ơi. Đây, bây giờ đó mình sẽ thử là trục xuất cái con virus Skibidi ra các bạn ha, bằng cách là mình sẽ sử dụng súng này nè. Đấy, Các bạn có thấy giống như là cái súng mà trong season Skibidi không các bạn? Đấy các bạn. Đấy, cây súng này sẽ là những cây súng để hả trục xuất những con Skibidi ra nè. Đấy, bắn gì là mấy con nó sẽ chạy ra các bạn ơi. Chứ để vậy là hả mốt là những người anh em này bị nhiễm Skibidi hết luôn á. Là tụi mình là còn mệt nữa các bạn ơi. Thấy các bạn hay giống cây súng ở trong hả season Skibidi không các bạn, để trục sức virus ấy. Đây mình sẽ trục sức hết. Trời ơi không ngờ á, mình lại giải cứu những anh chàng mà bị nhiễm virus các bạn ơi. Đấy, súng này súng hả vòng trường các bạn ha, có thể vòng những con virus nó ra được. Rồi ok các bạn, và ngày hôm nay tụi mình đã có một trận chiến rất là ác liệt với lại những anh chàng hả Speaker Man bị nhiễm virus Skibidi rồi các bạn ha. Và mình cũng đã thử trục xuất những con virus ra rồi. Hy vọng là qua ngày hôm sau những anh chàng này sẽ không còn nhiễm virus Skibidi nữa các bạn, mà quay lại chống Skibidi các bạn ha. Quá nguy hiểm các bạn ơi. Rồi ok các bạn, và như vậy thì video của mình tới đây kết thúc nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này của mình nha. Nếu các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe. Nếu các bạn có yêu cầu lấy ý kiến thì các bạn comment ở bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Stormpy Gaming, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.